LGBT đã đả kích bản án thứ hai đối với nhà báo công dân Đỗ Công Đường. Kính thưa quý vị, đến từ Bangkok, thì Ủy ban bảo vệ nhà báo CBG hôm thứ hai đã lên án sự việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án tù lần thứ hai đối với nhà báo công dân Đỗ Công Đường và mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện. Vào ngày 12 tháng 10, thì một trong một phiên tòa xử kéo dài nửa ngày, thì Tòa án tỉnh Bắc Ninh đã kết án ông Đường 5 năm tù giam với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. CBJ đã ghi nhận ông Đương bị kết án vì đã đăng tải nhiều bài viết và phim ảnh trên Facebook về tệ trạng tham nhũng và những vụ tranh chấp đất ở địa phương. Luật sư của ông Đương là ông Hà Huy Sơn nói rằng nhà cầm quyền đã sử dụng những phương pháp không đúng luật để thu thập bằng chứng chống lại ông Đương và cho rằng ông Đương vô tội. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của CBJ hôm thứ Hai, thì ông Saul Crispin, đại diện Đông Nam Á của tổ chức này, nói rằng ông Đương chỉ thực hiện một công việc của mình là một nhà báo và Việt Nam cần phải chấm dứt việc sử dụng những điều luật tùy tiện và mơ hồ về chống phá nhà nước để bỏ tù các nhà báo. Ít nhất là 10 nhà báo đã bị bỏ tù tại Việt Nam khi CBJ tiến hành cuộc thống kê hàng năm về số nhà báo bị bỏ tù trên toàn thế giới hồi tháng 12 năm 2017. Nghiên cứu của CBJ cho thấy tất cả 10 nhà báo này đã bị bỏ tù về các tội chống phá nhà nước chỉ vì họ làm công việc của mình.